chuyên mục là kể trước khi đi thi. Thì một trong những cái kinh nghiệm khi đi thi mà đối với các bạn học sinh, nhất là những cái bạn mà mới thi lập trình, thi đấu ở các cái đấu trường lớn ấy, thì sẽ có một vài cái kinh nghiệm cần phải đúc rút và để các em có thể hoàn thiện tốt bài thi trong giờ thi của mình. Thì ở trong cái nội dung hôm nay thì ta sẽ làm rõ được một số các vấn đề. Thứ nhất là khi đi thi ta chuẩn bị cái gì, trong phòng thi ta nên có cái chiến lược lược làm bài như thế nào, và cuối cùng là một số những cái lưu ý cần thiết để cho lúc mình đi thi mình làm bài bị sẽ đạt được điểm tối đa theo năng lực của mình và không bị mất những cái điểm mà không đáng để mất trong cái quá trình làm bài. Hay nói cách khác, mục tiêu của mình là sẽ cố gắng đạt được điểm cao nhất theo tầm năng lực của mình. Thì với cái mục tiêu như thế thì ở cái phần đầu tiên thì thầy có đề cập đến, thứ nhất là khi đi thi ta chuẩn bị cái gì. Thì cái việc cái đoạn này cái PowerPoint của thầy chạy đúng mất rồi. Thì về chuẩn bị khi đi thi thì khi nãy thầy có bà có hỏi em là cái số này chia số kia bằng bao nhiêu, thì khi đó mình mới biết là mình cần phải chuẩn bị một số các thứ như sau. Về khi chuẩn bị đi thi ấy, nhất là đi thi ở môn tin học, nhiều bạn cứ nghĩ là môn tin thì không cần phải mang gì theo. Đây là một trong những điều rất sai lầm. Bởi vì khi đi thi thì ta sẽ có rất nhiều các cái công việc phải làm, do đó về đồ dùng học tập thì ta phải trang bị đủ giống như đi thi toán. Thi đồ dùng học tập thì ta có một số các cái thiết bị cần thiết như sau. Một trong những cái thiết bị mà chắc chắn sẽ phải mang theo đó chính là máy tính cầm tay Casio hoặc là cái hãng nào khác. Chứ máy tính cầm tay sẽ giúp cho em là thực hiện tính toán và bấm được kết quả một cách nhanh nhất, thay vì việc sử dụng cái calculator hoặc Excel hoặc cái gì đấy. Bởi vì với các bạn học sinh thì thành thạo nhất vẫn đó chính là sử dụng máy tính Casio. Ví dụ như khi đây thầy hỏi 141 mà khi chia cho 47 là bao nhiêu, rút máy Casio bấm phát nó chạy ra là bằng 3, bảo số 141 nó phân tích thành số 3 nhân với 47 là hai cái thừa số nguyên tố, và số 47 là số lớn nhất trong hai số đó. Đấy. Vậy thì cái đầu tiên Quân lưu ý và các bạn khác cũng lưu ý, đó là khi mà đi thi môn tin chắc chắn phải cầm máy tính Casio ra. Thứ hai, các ta sử dụng thước kẻ. Đấy. Và compa. Ta sẽ cần thước kẻ và compa, nó được sử dụng cho những bài có tính chất hình học. Ví dụ như hôm trước ta có một số các cái bài về hình học, thì khi vẽ ta vẽ bằng tay thì không được. Bây giờ các bạn thi trắc nghiệm thì không sao, nhưng mà thi toán chuyên thì này, nó có tự luận. Nhưng mà khi mà với các bài có liên quan tới hình học, ví dụ như cho các điểm và các đường tròn, rồi cho các đường tròn, rồi cho tính khoảng cách giữa điểm với đường tròn, vân vân. Các bạn cần vẽ trên giấy nháp mà không có compa, khi đó ta dùng hai cái bút xoay thì nó mất rất nhiều thời gian. Do đó ta mang dụng cụ bao gồm cái thước kẻ để kẻ những cái hình để tìm được công thức. Đấy. Và tất nhiên có một thứ không thể thiếu, đó chính là bút, bút bi và bút chì. Đấy. Và cần thiết thì ta mang theo cả cái cục tẩy. Tóm lại ta mang combo tất cả những cái phụ kiện của mình mang vào phòng thi, bao gồm có máy tính, thước kẻ, compa dùng để giải quyết các bài toán hình học, bút bút bi, bút chì, cái một số cái đoạn cần nháp thì ta dùng bút bi, ký cốt ở trong phòng thi ta cũng dùng bút bi, và dùng tẩy để ta sử dụng bút chì để vẽ các cái điểm, vân vân. Đó là về đồ dùng học tập, là ta lưu ý ta cần phải mang những thứ như trên. Và khi đi vào phòng thi thì ta lưu ý là các thầy cô sẽ phát giấy nháp, thì mỗi bạn sẽ được phát một tờ giấy nháp ở trong phòng thi. Ở trong phòng thi thì ta sẽ cố gắng sử dụng các cái thiết bị của mình. Thì thông thường thì mỗi bạn sẽ được phát giấy nháp và các bạn sẽ ký tên ở trên cái góc tờ giấy nháp đấy. Và trong giờ thi cố gắng đừng để tờ giấy nháp nó bay sang đường bên cạnh. Đấy. Quân lưu ý rằng và thì khi trong cái quá trình mình làm bài ấy, thì mình được phép xin giấy nháp nhiều lần.
Đấy, nên em cái nháp thiết phát thì ta không phải về nháp bé làm gì, bởi vì mình nháp thật to ra thì mình mới nhìn ra được công thức mà mình mới nhận ra. Nên trong khi mình nháp thuật toán, mình thiết kế thuật toán thật chắc chắn thì mình mới cài đặt viết chương trình. Thì trong giờ thi thì giấy nháp giấy thi các em được sử dụng, được xin thoải mái để dùng. Tất nhiên thì mình không lãng phí quá, phải tiết kiệm, nhưng mà mình cũng được dùng thoải mái, không ngại nhé. Ở trong phòng thi có một cái quan trọng nhất, đó là tâm lý phòng thi. Khi đi thi các bạn sẽ gặp phải những cao thủ ngồi bên cạnh. Đấy, chú ý là có các cao thủ ngồi cùng phòng. Đấy, thì tâm lý của các bạn khi đi thi đó là bắt đầu vào phòng thi, thầy giáo phát đề một cái thì các em thấy đứa bên cạnh nó xoay 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 xoay, nó ngồi gõ 10 ngón như đúng rồi, ngồi cốt thấy hàng trăm dòng, nhưng cái chưa chắc đã đúng đâu, biết đâu nó có đúng thì nó cũng chỉ là cái đứa top 1 thôi, mình không chấp là gì, mình cùng lắm có được 10 đứa top 1 đúng không, làm sao lấy ra được 35 đứa top 1 đấy. Vậy thôi, đứa đó top 1 kệ nó. Vì khi mà các bạn đi ngồi vào phòng thi gặp phải những cao thủ ngồi cùng phòng của mình, nhất là mấy cái đứa phá game nó ngồi cạnh mình ấy, trong lúc mình thì đang ngồi đọc ngẫm chưa ra đề mà nó đã thấy nó đã cốt xong rồi, thì khi đó mình phải cố gắng phải giữ được tâm lý là phải tự ổn định tâm lý thi, đó chính là kệ nó. Bởi vì ta nhận thấy như thế này, ví dụ như thế này, ta phải mở một cái contest ra. Thầy lấy một cái contest ra, không có contest nào thì trong một contest thì ta nhận thấy rằng là không có contest nào ở đâu đây nhỉ, có bằng ranh. Đây, ví dụ như ta lấy một cái bảng kết quả như thế này. Đây là nói chuyện này. Nhiều content quá, không biết đâu là làm content. Có thể tìm từ kết quả. Nhìn này. Đây, ví dụ như thầy lấy một cái file kết quả. Quân đã di chuyển đi đâu nhanh thế? Ngồi lên giường này ạ. Đây, đây cái bảng contest của thầy là đấy. Thì nhìn lên trên này thì em thấy cái bảng contest này nó có vấn đề gì không Quân? Để phóng to lên nhé. Không nộp dịch lỗi. Nổi lên là không nộp tức là bài đó không làm. Vậy thì cái mà thầy đang đề cập với Quân và các bạn chỗ này, khi mà trong phòng thi của mình ấy, mình ngồi các cái cao thủ gõ loạch xoạch ở trong phòng thi ấy, thì một trong những quan quan niệm của thầy khi đi thi cũng giống như các bạn học sinh khác, đó là kệ nó. Việc nó xoạch xoạch như thế thì nó không hề đóng vai trò góp làm cho điểm của mình tăng lên được. Lý do mình kệ nó để mình tự tin được rằng là, ví dụ ở đây ta có thí sinh số 10. Em để ý rằng thí sinh số 10 này làm cả 4 bài trong phòng thi đúng không? Đấy. Và thí sinh số 10 được bao nhiêu điểm? Quân. Lạ quá. Thế thí sinh số 10 được bao nhiêu điểm Quân? 3 điểm. À, là được 3,8 điểm. Mà thí sinh này làm khi nộp bài nộp bao nhiêu bài? Nó không bảo. Lại đập cho một phát bây giờ. Cái thằng số 10 nó nộp đủ 4 bài. Có nhìn thấy không? Bài fly bạn ấy Ủa. được 0,3 điểm. Bài L1, L2 được 0 điểm. Bài maximum thì dịch lỗi. Bài max spot lại được 3,5 điểm.
tổng bạn lấy được 3,8 điểm, cái bạn số 10 ấy. Thì điều đó chứng minh được rằng đi thi cái đứa nào mà làm 4 bài ấy chưa chắc đã đỗ. Đúng không? Bây giờ em quay trở lại cái thằng số 4 ấy, cái thằng top 4 ấy. Thằng số 4 ấy. Bài bạn này làm mấy bài? Hai bạn Làm 2 bài mà lên top 4, thằng làm 4 bài thì top 10 gần cuối bảng danh đúng không? Đấy, vậy thì khi đi thi thì cái quan trọng nhất là làm đến đâu đúng đến đấy. Và cái quan trọng nhất hơn nữa đó là cái thằng mà nó ngồi cốt xì kỳ cà kỳ cạch, cao thủ ngồi bên cạnh ấy, chưa chắc nó chấm đã có điểm cao hơn mình. Đó là điều chắc chắn. Vậy thì trong cái bảng danh này ta nhận thấy rằng có nhiều thí sinh, đa số các bạn nộp 3 bài nằm ở top trên. Đấy, bạn nộp bài 4 bài nằm ở top dưới. Cái điều thứ hai đó là có những bạn làm 2 bài vẫn nằm ở top trên, bởi vì các bạn ăn được gần tối đa điểm của các bài. Đấy. Có những bạn thì chỉ cần full điểm một bài đã lên tới top trên luôn. Đấy. Và như, ví dụ như ở bài đây, ta có bài L1, L2, bài maximum, bài ấy, cái bạn đầu tiên này được 9,4 điểm. Bạn ấy một bài được 7 điểm, một bài 2 điểm, một bài là 0,3 điểm, tức là chỉ được khoảng 2 test. Đấy. Bạn ấy bỏ qua luôn bài số 3, bài số 4. Và nhìn vào bảng điểm này thì em nhận thấy ví dụ như bạn số 7 làm 3 bài, một bài bị biên dịch lỗi, hai bài kia mỗi bài 2,73, 2,1 điểm, đứng ở giữa danh sách. Bạn số 6 cũng thế, bạn số 6 bạn ấy làm 3 bài, mỗi bài được 2,3 và 2,1 điểm, tổng được 4,3 được, đứng ở top 50%. Đấy. Và như vậy thì cái chiến lược ở đây của ta lưu ý là tiêu chí thứ nhất là ta những cái đứa nào cao thủ ngồi bên cạnh nó làm như thế nào thì kệ nó. Bởi vì bài làm ở môn tin nó khác so với môn toán lý hóa. Môn toán lý hóa nó làm ra giấy được bao nhiêu là có điểm bấy nhiêu. Môn tin của mình làm ra bao nhiêu chưa chắc đã có điểm, hoặc là chắc chắn nó sẽ full điểm. Đấy. Vì thế ở chỗ này Quân lưu ý khi ngồi ở trong phòng thi gặp các cao thủ có ngồi cùng phòng hoặc là các bạn cực kỳ xinh ở trong phòng thi, không biết năm nay có con gái thi không Quân nhỉ? Không à, trước em đi không thiếu con gái nào. Thế thì chán chê. Thì nhất là các bạn nữ khác xinh xinh nữa thì thôi kệ nó. Thì tốt nhất ở trong phòng thi thì ta phải quan niệm được rằng cái bài làm của những đứa khác nó không hề ảnh hưởng đến bài thi của mình. Do đó ta chỉ quan trọng nhất những cái đứa khác nó có làm nhiều, nó nộp nhiều, cuối giờ nó nộp bài khoảng nộp in khoảng 5 6 7 8 trang thì nó cũng chưa nói lên điều gì cả. Bởi vì bài làm của các em được chấm bởi phần mềm, bởi bộ test. Cái bảng điểm cuối cùng nó được chấm lấy ra được từ bộ test chứ không phải đo code chương trình để chấm nhé, không phải chấm bằng tay. Nên mình yên tâm mà mình phải xây dựng chiến lược đó là làm bài đến đâu phải chắc đến đấy. Ví dụ đi thi nếu mà làm chắc thì em được mấy điểm? Mấy điểm? Đấy, nếu mà làm chắc thì chắc chắn mình sẽ làm được là câu 1 và câu 2. Đúng không? Nếu mà làm chắc chắn câu 1, câu 2 thì đồng nghĩa với việc là mình, ví dụ như trong bảng điểm này mình đã được khoảng tầm 7 điểm rồi. Hoặc là nếu mất đi một vài test thì chính là cái bạn số 4 ấy, bạn làm có một câu 1, câu 2 bạn được 6,78 điểm ấy, 6,85 điểm ấy. Điều đó có nghĩa là gần như là mình đã nằm trong top đầu của lớp rồi. Đấy. Nếu mà mình làm chắc được full điểm bài 1, bài 2. Và cũng tương tự như vậy. Nên ở trong chiến lược ở phần này thì ta lưu ý là những cái đứa cao thủ mà nó có làm loạn xạ ở trong phòng thi, thấy nó cốt rất mịt mù, thấy nó làm rất ngầu thì mình không cần quan tâm và mình chỉ Hôm cần trước này, hôm hả? trước em đi ấy, em còn gặp thằng nào ấy nó cầm hẳn cái bàn phím cơ và nó gõ. Đấy. Và chính xác, đi thi một số bạn được phép cầm bàn phím cơ vào và ngồi nghe nó ức chế dã man. Mình thì đang còn chưa nghĩ ra được Người chỗ ta cực nó ngồi thì nó gõ xoài xoạch, nhưng mà em phải tự tin rằng đến khi nó chấm bằng phần mềm Themis đã chắc gì điểm nó cao hơn mình. Đấy. Nên mình phải tự tin là mình cố gắng tư duy dường như những kiến thức đã được học để làm nhé. Nên trong khi trong phòng thi thì ta cố gắng hãy bỏ ngoài tai tất cả những cái vấn đề xung quanh và tập trung tối đa. Thì vậy thì tại sao phải tập trung tối đa? Thì ở trong phòng thi có một cái lưu ý như sau. Đề thi của ta gồm có bao nhiêu câu? bốn cậu Rồi, gồm có 4 câu. Thời gian là bao nhiêu phút? 2 tiếng
một trăm mấy, 120. 120 250 nhỉ? 20. Hôm trước là 120 à? Thầy cứ tưởng là 150 chứ nhỉ? Phải không nhỉ? Để thầy xem lại. Rồi, lát này biết đi tìm ở đâu. Hôm em gửi cái đề thi. Rồi, thế thì với cái lượng thời gian như thế thì ta sẽ tương đương với bao nhiêu phút một câu? 30. À, rồi, tầm khoảng tầm 30 phút. Nhưng Đấy. mà câu 4 thì chắc là em không làm được. À, thì ta phải quan tâm rằng câu 4 nó có một điểm, dù mình có bỏ đi thì mình được 9 điểm, đi thi mà 9 điểm môn chuyên mình cũng top 1 mất rồi. Đúng không? Nhưng mà ta phải hình dung rằng câu 4 là câu thuộc dạng nhóm bài là đã từng làm được thì chắc chắn làm được, mà không làm được thì không làm được. Nên mình cũng vẫn kỳ vọng là mình nghĩ được một thuật toán và mình chứng minh được nó đúng với mình và mình cài đặt theo cái mình nghĩ thôi. Chứ để tìm ra được một thuật toán tối ưu cho câu 4 thì nó không không phải là khó, nhưng mà mình không sợ không đủ quỹ thời gian. Và chính vì thế thì ta sẽ cần quan tâm đến cái nào. Tương đương với khoảng tầm 30 phút một câu thì ta lưu ý như sau. Đề bài gồm có câu 1 như theo thang điểm hôm trước thì ta có 4 điểm. À, câu 2. Câu 2 hôm trước là 3 điểm đúng không? Vâng. Đấy. Phân khúc 1, câu 3 ta có 2 điểm. Và câu 4 ta có 1 điểm. Ta lưu ý rằng khi nãy Quân nói như thế thì thầy hiểu ngay tâm lý, đó là khi đi thi mình xác định bỏ luôn câu 4, kiểu giống như là chưa tán đã đổ ấy. Thì cái tâm lý như này là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đi thi thì ta nhận thấy rằng có những dạng bài, ví dụ như câu 4, nó đưa cho một cái show giống như cái bài show số thực khi nãy ấy. Nếu bạn nào mà không xử lý được về show thì bài giải bài đó cực khó. Cái bài mà cho một số thực yêu cầu tính tổng các chữ số trong show đấy, à, trong số đấy ấy. Thì một số bạn cứ nhân nó với 10 đến khi nào không còn dấu phẩy nữa, sau đó mới mang đi tách và mất rất nhiều thời gian, trong khi mình convert nó sang show phát làm rất dễ. Nên ở câu 4 cũng giống như vậy. Vậy thì nếu mà làm phân khúc khách hàng đầu tiên của em là em phải đảm bảo rằng em hãy cố gắng làm tốt nhất câu 1, câu 2 đấy, để đạt được 7 điểm. Đây là cái chiến lược đầu tiên và mục tiêu đầu tiên em cần phải làm được. Mà khi đi thi thì ta nhận thấy rằng cứ câu nào lớn điểm hơn thì mình làm trước, câu nào bé điểm. Ví dụ như dành cả 2 tiếng để làm câu 3, câu 4, tổng có 3 điểm thì làm gì hả trời? Đúng không? Vậy thì khi làm tốt nhất như thế này thì ta cần phải kêu có thêm một cái yếu tố nữa, và phải thực hiện là nhanh nhất, tốt nhất và phải nhanh nhất. Bởi vì thông thường ấy, câu 1, câu 2 khi em làm xong thì nó mất cỡ khoảng tầm 100 phút rồi, mất khoảng tầm gần 2 tiếng, mất khoảng tầm 90 đến 100 phút, có khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Như vậy thì cái thời gian còn lại cho mỗi câu này của em nó chỉ là khoảng 30 phút để làm 2 câu khó. Thì khi đó dẫn đến bản thân của nó một câu này làm 30 phút sẽ chưa đủ, chứ nói gì 2 câu làm trong 30 phút. Do đó cái chiến lược đầu tiên thầy muốn các bạn đó là đi thi để đảm bảo chắc chắn đỗ, đó là câu 1, câu 2 làm thật tốt. À, tất nhiên thì nói Ơi. sao? Trong phần bài thi bài làm nếu mà có thường dòng for hay dòng gì đấy thì vẫn sai không? Trong bài thi thì nó chỉ chấm input output mà. Mình thích cái để viết gì trong đấy cũng được, miễn đừng viết thừa ra kết quả là được. Tí nữa có phần lưu ý ở cho bài phần kết quả. Rồi, Quân lưu ý nhé, ở cái câu 3 này, câu này thì là câu 2 điểm. Câu 2 điểm này giống như là lớp các bài toán về sâu, những cái bài toán về phân tích thừa số nguyên tố, bài toán sàng nguyên tố. Đây là cái câu này không khó, và câu này hoàn toàn có thể cài đặt được theo cái tập đề mà từ hôm giờ mình ôn đấy. Nên cố gắng tập trung làm cái này, ta sang bước 2 là tập trung làm phần này, hoàn thiện bài này trong cái thời gian còn lại, trong khoảng thời gian còn lại.
Sau khi làm xong câu 1, lưu chạy thử đúng kết quả Close Project. Làm câu 2, chạy đúng lưu kết quả Close Project. Nhảy sang câu 3, tập trung hoàn thiện bài này. Nếu quỹ thời gian đủ làm cho bài này trong thời gian phần còn lại của 120 phút này ấy, thì hãy tập trung tối đa, không để lơ làm. Có khó mấy cũng sẽ có cách làm, bởi vì người ra đề người ta cũng phải tính rồi, là phải để cho học sinh có cửa sống bằng cái cách là đó là làm theo một thuật toán nào đó mà em đó nghĩ ra. Rồi thì hãy cố gắng làm như này. Tất nhiên với cái phân khúc để đạt được 9 điểm của với mình sẽ là khó để đạt được 9 điểm full điểm, nhưng để khoảng tầm 8,5 8,6 là hoàn toàn có cơ sở là có thể làm được nhé. Bởi vì với các cái câu như thế này, mỗi câu ví dụ mình kiếm được 3,6 rồi 2,6 rồi cái này khoảng tầm 1,4 cộng lại cái là ngon ngay. Vậy thì với cái chiến lược làm như thế thì Quân lưu ý đi thi bắt buộc phải làm câu 1 trước, sau đó mới làm câu 2, sau đó mới làm câu 3, còn thời gian còn lại thì làm câu 4. Lưu ý nhé. Còn nếu mà may mắn đi thi mà câu 4 này mà mình làm kịp thời gian ấy thì đó là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì đi thi ấy, người ta sẽ đặt ra câu 4 là nó ở mức độ phân biệt học sinh khá và học sinh giỏi. Nên mình sẽ cố gắng kiếm được một vài test của thằng này. Ví dụ như cái này một điểm mình kiếm được 0,36 là ngon rồi. Đúng không? À, cứ hoạt động được 2-3 test là ngon rồi. Vậy thì tóm lại, ở trong phòng thi thì ta lưu ý. Một là phải xin giấy nháp dùng cho phụ đầy đủ. Thứ hai là các cao thủ trong phòng thi kệ nó, bởi vì cái kết quả chấm cuối cùng bởi phần mềm Themis mới nói lên tất cả. À, cái thứ hai đó là trong phòng thi thì với một đề thi thì ta nên phân bổ thời gian hợp lý để làm các câu. Lưu ý rằng câu dễ ta làm trước, câu khó ta làm sau. Đó là ở trong phòng thi. Rồi cái thứ ba là về một số các cái lưu ý. Về nộp bài thì lưu ý rằng thì bài thi của mình khi nộp bài thì ta cần phải thực hiện như sau. Trước khi hết giờ khoảng tầm 5 phút thì ta phải thực hiện cái này. Quân phải lưu ý cái thời gian 5 phút này ấy, là cái thời gian em gần hết giờ rồi. Nên là đây có khả năng là thời gian em đang cốt dở bài cuối cùng, bài số 4. Tuy nhiên cái thời điểm này việc em cố thêm bài số 4 nó cũng hoặc là từ 5 đến 10 phút thì nó cũng chỉ giúp cho mình có được một điểm thôi, hoặc là một nửa số điểm của câu đấy. Vậy thì chỗ này ta phải nên dành thời gian 5 đến 10 phút để thực hiện các công việc như sau. Công việc thứ nhất đó là chạy lại test đề bài. Chỗ này cực kỳ quan trọng hơn nhé. Việc chạy lại test đề bài thì để em biết để đảm bảo làm việc gì không? Để đảm bảo cái gì? Theo Quân dự đoán, việc chạy lại test đề bài nhằm làm gì? Kiểm tra xem đúng chưa. Rồi, chính xác. Thứ nhất, kiểm tra xem đúng kết quả chưa? Thứ hai, kiểm tra theo đúng cái gì nữa? Cái đề bài. Gọi là đúng kết quả rồi. Ví dụ như chạy ra nó kết quả là đưa ra được chiều dài bằng 12, chiều rộng bằng 5. Nhưng số 12 và số 5 ở trong test output của đề bài nó nằm trên một hàng. Nhưng ở trong chương trình của mình nó dành thành hai hàng. Như vậy nó đã đúng định dạng chưa? Được. À, nó bị sai định dạng đúng không? Như vậy nó phải đúng định dạng. Rồi. Ở trong chương trình tự nhiên nó ghi ra là ra một cái dòng là độ dài là 5. Sau đó là xong độ chiều rộng là 3. Đấy, trong file input của mình này. Nhưng trong đề bài, trong test của tờ đề nó hiện ra mỗi số 5 và số 3. Vậy thì mình nhận thấy rằng kết quả đây đã đúng. Định dạng đã đúng chưa? Được. Chưa đúng đúng không? Bởi vì nó thừa cái gì? Rồi chữ em. Đấy, nó thừa kết quả. Đấy.
Nên cái chỗ định dạng đúng ở đây để đảm bảo rằng là kết quả chạy trên file output của mình và trên file input của mình phải giống nhau hoàn toàn về định dạng. Nếu cùng trên một hàng thì trên một hàng, nếu cùng nhiều cột, nếu cách nhau bởi các dấu cách nhá, là nó phải đúng định dạng. Và lưu ý là ta phải chạy lại test đề bài chứ không phải test do mình nghĩ ra nhé. Đến lúc cuối giờ nộp bài là phải chạy lại test đề bài. Rồi, có thêm một cái nữa để kiểm tra đúng cái gì. Vâng. Cái này cao thủ hay Yêu bị cầu hy đề sinh. bài. Đúng gì? Yêu cầu đề bài. Yêu cầu gì? Nó đã ra đúng kết quả thì yêu cầu này. Đúng tên file .inp, tên file .ot. Nhớ cái chỗ này nhá. Tên file này thì lấy ở đâu ra Quân? Đề bài. À, chính xác. Khi đó em phải đảm bảo rằng cái tên file .cpp này, tên file .in này, tên file .out, tất cả các tên file này phải giống nhau. Nó chỉ khác nhau phần mở rộng và tên file này nó được quy định trong đề bài, cái phần tổng quan về đề thi, hoặc là trong cái test ví dụ ấy. Cái test ví dụ nó đã có tên file. Ví dụ như ta lấy một cái đây, nó có trong tổng quan đề thi đây, glory.cpp, glory.inv, glory.out. Lưu ý nhé, không được nhầm tên file, bởi vì khi nhầm tên file chấm bài nó sẽ ra là kết quả khác đáp án. Đấy, ta lưu ý chỗ đấy. Vậy ta phải lưu ý là phải đặt đúng tên file. Dù thầy nhắc em như thế thôi, nhưng mà học sinh của thầy đi thi học sinh giỏi quốc gia vẫn đặt sai tên file là bình thường và mất luôn điểm của bài đấy. Năm đấy thầy có bạn học sinh mất hẳn 7 điểm một bài trên thang 20 điểm. Ví dụ đề bài người ta yêu cầu là chữ form.inp. Đấy. Thì bạn học sinh của thầy đặt tên là form.inp. Con thấy nó có giống nhau Quá. không? Đọc phát bây giờ giống nhau chỗ nào? Đây. Trong giờ thi làm sao phát hiện ra được đúng không? Đấy. Và việc sai như thế này dẫn đến bài đấy về không điểm luôn, không cứu được. Nhưng mà rất may cái bạn nữ đấy năm đấy, chị Lâm ấy, năm đấy là rơi từ giải 3 xuống giải khuyến khích cấp quốc gia. Đến năm sau thì không bị sai nữa thì bà chị ấy đạt được giải 3 cấp quốc gia. Tháng 6 này chị ấy đi học tiến sĩ ở Mỹ rồi, phải giải. Rồi, như vậy thì ta lưu ý là không được đặt sai tên file. Như vậy thì ta lưu ý file.out. Đấy. .inp, .out và tất cả các tên file đều phải giống nhau. Vậy thì nhé, trước khi hết giờ thì chạy kết quả này, chạy kiểm tra đúng định dạng chưa, kiểm tra đúng tên file chưa, ok chưa? Rồi, bài làm ở hệ thống của hôm trước bọn em làm là nộp bài bởi USB à? Vâng. Hôm trước nộp bài thi đi thi nộp bài trên server hay là nộp bài trên USB? Alo alo. Bảo hôm trước là em nộp bài trên server hay là trên USB? Lạc quá, chán quần. À. Bảo hôm trước nộp bài bằng USB hay là bằng trên server? USB Ừ. Vậy thì khi nộp bài USB thì thường thì người ta sẽ yêu cầu là số báo danh này. Đấy, trong số báo danh này thì nó sẽ chứa các cái tệp chấm CPP của mình. Chỉ nộp mỗi cái tệp chấm CPP nhé. Lưu ý rằng bài của mình đừng có nộp chữ main chấm CPP nhé. Như này là toang ngay. Thì khi đó ta thực hiện phải đổi tên, đổi cái file main chấm CPP thành những cái file, ví dụ như bài khi nãy là thành, ví dụ như là thành tên tệp chấm CPP nhé. Tên tệp này là tên do đề bài quy định. Con lưu ý chỗ này nhé. Cái đổi thằng này, thành thằng này. Được chưa? Và sau đó ta thực hiện là thao tác sao chép nộp bài. Sau đó thông thường thì sẽ phải in ra giấy.
và thực hiện thao tác ký và ký xác nhận. Trong cái quá trình trước khi ký, em lưu ý giúp thầy là phải thực hiện thao tác là kiểm tra nội dung bài có đúng hay không nhé. Rồi, như vậy thì với cái nội dung hôm nay thì cái nội dung này thì ta chia sẻ kinh nghiệm đi thi thì ta lưu ý rằng là ta phải chuẩn bị các đồ dùng học tập cần thiết. Rồi trong phòng thi thì phải kệ những cái đứa cao thủ trong phòng thi. Đấy, vì đi thi chấm bởi phần mềm Themis mà. Trong bài thi thì phân bổ thời gian làm bài hợp lý. Và cuối cùng là trong trước khi hết giờ thì nên chạy lại test đề bài để đảm bảo kết quả đã đúng định.